Tôi không biết gì nhiều đâu, nhưng mà tôi sẽ vắn tắt lại cho các bạn nhé. Bên A lấy cảm hứng từ bên B. Bên B nhắn tin lại cho bên A bảo rằng không, ông không được làm như thế đâu. Bên A xin lỗi và tiếp tục lấy cảm hứng từ bên B. Thế bây giờ tôi hỏi lại một câu, vặn lại bên B nhá. Bên B có một cái gì có thể chứng minh được những cái câu từ đấy thuộc về quyền sở hữu của họ hay không? Tôi đã chọn một cái từ gọi là lấy cảm hứng thì các bạn là hiểu cái câu chuyện nó đến đâu rồi, cơ mà gọi tiền được chưa? Nhưng mà ấy, bạn lấy cảm hứng từ đâu? Tôi không cần biết. Đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video. Tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV xong đây. Nơi kiểu là tôi có một cái câu à, ask me anything and you will lên TV someday. tôi nói cho bạn biết nhé. Bạn có thể lấy văn ở bất cứ đâu nếu mà bạn muốn, nhưng nếu bạn lấy văn của tôi mà bạn không phải trải qua sự khốn đốn của năm 2014 bắt đầu trở nên khúm núm, bạn chính thức được cho tôi có một cái quyền gọi bạn là một kẻ đạo văn. Ghét.